Thì cái tính hiệu quả của cái hệ thống xử lý nước tuần hoàn khi chúng ta ứng dụng vào trong ao nuôi tôm chúng ta, thì cái hiệu quả nó đem lại là gì? Hiệu quả nó đem lại là chúng ta xử lý cái nguồn gốc gây ô nhiễm ở trong ao nuôi tôm chúng ta một cách kịp thời. Tại sao tôi lại nói là nó có thể xử lý một cách kịp thời? Vậy thì chúng ta biết rằng trong quá trình chúng ta nuôi tôm thì chúng ta đưa thức ăn vào, con tôm nó ăn thức ăn, nó sẽ thải ra phân. Và cái phân tôm chính là cái nguồn gây ô nhiễm chính ở trong ao nuôi tôm chúng ta. Con tôm nó ăn liên tục, nó thải phân ra liên tục. Điều đó có nghĩa là cái nguồn gây ô nhiễm luôn luôn nó sẽ được bổ sung vào trong ao chúng ta một cách liên tục. Và nếu không khéo thì cái nguồn gây ô nhiễm này theo thời gian nó sẽ tích tụ lại. Mỗi ngày mỗi ít, mỗi ngày mỗi ít. Càng về sau cái sự tích tụ ô nhiễm nó sẽ càng tăng lên, bởi vì con tôm chúng ta nó lớn lên, cái mật độ nó sẽ lớn lên, là cái sinh khối trong ao nó sẽ nhiều, và tất nhiên là cái phân tôm nó thải ra nó cũng nhiều hơn, mức độ gây ô nhiễm nó sẽ tăng lên. Cho nên là nếu muốn xử lý được vấn đề ô nhiễm trong ao nuôi tôm thì chúng ta cũng phải xử lý cách liên tục, chứ chúng ta không đợi nó xảy ra ô nhiễm rồi chúng ta mới xử lý. Quá trình thải phân của con tôm ra là liên tục thì chúng ta cũng phải xử lý cái phân này một cách liên tục. Làm sao mà chúng ta có thể tách được cái phân tôm này ra khỏi cái khu vực nuôi là chúng ta có thể khống chế được ô nhiễm. Vậy thì với cái cách xử lý nước tuần hoàn, chúng ta cố gắng chúng ta cho cái phân này nó gom tụ vào cái hố siphon, và quá trình siphon chúng ta thực hiện một cách liên tục, chúng ta bơm, chúng ta siphon một cách liên tục. Bởi vì con tôm nó thải ra liên tục thì chúng ta cũng hút ra liên tục. Vậy thì lúc đó cứ con tôm nó thải ra bao nhiêu phân thì lúc đó chúng ta sẽ hút ra bấy nhiêu. Cái phân tôm nó không nằm trong ao nuôi tôm thì nó sẽ không gây ô nhiễm đối với cái ao nuôi tôm chúng ta. Cho nên nếu như chúng ta ứng dụng cái mô hình tuần hoàn nước rác này thì bà con và anh em nuôi tôm lưu ý chúng ta cố gắng chúng ta thực hiện nó một cách liên tục. Cái tính liên tục ở trong quá trình xử lý nó sẽ đem lại cái hiệu quả rất là cao. Còn nếu như chúng ta siphon gián đoạn thì lúc đó những cái phân tôm, những cái thức ăn dư thừa nó sẽ tồn đọng lại trong ao chúng ta một thời gian trước khi được là siphon thải ra. Và trong cái thời gian lưu lại tùy thuộc nó ngắn hay là dài thì lúc đó cái mức độ ô nhiễm nó sẽ xảy ra. Khi nó còn lại ở trong cái phân tôm, những cái dinh dưỡng, những cái yếu tố có thể làm phát sinh khí độc thì làm sao đó để rồi những cái yếu tố này phải được cách ly khỏi cái nguồn nước là nuôi tôm, càng sớm càng tốt. Chứ còn nếu như chúng ta để ở trong cái ao tôm thì theo thời gian với tác động của vi sinh vật, lúc đó nó sẽ sinh ra những cái khí mà nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của con tôm. NH3, H2S, NO2 đều được sinh ra từ phân tôm và thức ăn dư thừa. Cho nên cái cách tốt nhất là chúng ta loại bỏ nó càng sớm càng tốt. Con tôm vừa mới thải phân ra thì nó phải được hút thải ra ngoài. Đó là cách làm hiệu quả nhất. Cho nên khi chúng ta thực hiện cái mô hình tuần hoàn nước rác này thì cái điều mà bà con cần phải lưu ý đó là chúng ta siphon càng triệt để càng tốt, chúng ta siphon càng kịp thời thì nó sẽ càng tốt. Và trong quá trình làm, nếu chúng ta thực hiện được hai điều này thì là cái mức độ thành công nó sẽ tăng lên. Cho nên sẽ có nhiều bà con nói rằng tôi cũng áp dụng y hệt cái hệ thống rác này mà tại sao mà ao tôm chúng tôi vẫn là nó bị ô nhiễm, đo vẫn thấy có khí độc phát sinh ra. Xin thưa, chúng ta cũng làm hệ thống xử lý, chúng ta cũng thực hiện cái nguyên tắc là tuần hoàn nước là RAS, nhưng thực chất chúng ta chưa làm đúng, chúng ta chưa làm triệt để, cho nên quá trình xử lý nó vẫn còn có những hạn chế. Thì một lần nữa nhắc lại với bà con là nếu chúng ta ứng dụng cái hệ thống xử lý tuần hoàn nước RAS thì chúng ta cố gắng chúng ta siphon một cách triệt để, chúng ta siphon một cách kịp thời, làm sao đó để tách cái phân tôm và những cái chất thải ra khỏi ao tôm càng sớm càng tốt, càng triệt để thì nó sẽ là càng hiệu quả.